Hello, kính thưa quý vị và các bạn, và như vậy là đã hơn 2 tháng, có thể nói là gần 3 tháng rồi hả cả nhà. Cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên thì nói chung đến thời điểm này thì có rất là nhiều người đã đặt tên cho ông là Võ Nằm Yên. Theo như bà Hằng nói đó, mỗi khi mà bà Hằng đưa ra bất cứ một cái dẫn chứng nào, một cái chứng cứ nào đó, thì ông Võ Hoàng Yên chỉ có nước là nằm im thôi, chứ không có biết phản kháng lại, bởi vì nó là sự thật. Và như chúng ta đã biết thì khi mà mở đầu câu chuyện á, bà Nguyễn Phương Hằng có nhắc đến một số cái nghệ sĩ mà đã xuất hiện cùng với ông Võ Hoàng Yên. Thì khi đó bà Nguyễn Phương Hằng muốn á, là những nghệ sĩ mà có tên, có mặt đi chung với Võ Hoàng Yên á, thì hãy lên tiếng, tức là ông Võ Hoàng Yên trị bệnh cho họ có hết hay không, hoặc là những cái người đi chung đó gì đó. Thì nói chung là chỉ nói về những cái cách trị bệnh của ông Võ Hoàng Yên đối với họ là cái hiệu quả như thế nào thôi. Nhưng mà không biết từ cái nhân vật nào mà những cái vụ việc như là Hoài Linh thì bị đẩy lên cao trào, cho đến nay thì nhóm nghệ sĩ, nói chung là nội bộ nghệ sĩ cũng đã phân hóa ra 2-3 nhóm, rồi công kích lẫn nhau, rồi rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà những cái nghệ sĩ mà được bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến á, tức là bốn người như là Kỳ Duyên, Hoài Linh, Trường Vũ, với ai nữa đó, thì bốn người đó thì không có ai lên tiếng hết. Nhưng mà đến hôm nay là Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người nằm trong bốn người đó đã chính thức lên tiếng. Bởi vì mới đây ít phút á, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã viết một cái status, cô viết rằng á là dựa trên bài viết của anh Nguyễn Quang nói về đề tài là khán giả nuôi nghệ sĩ. Đối với tôi, chữ nuôi có nghĩa là một bên cho và một bên nhận. Hơn thế nữa, bên nhận không cần phải lại của bất cứ hình thức nào, tức là không trả lại đó. Chẳng hạn như cha mẹ nuôi con không cần làm gì hết, cha mẹ vẫn nuôi, vẫn lo cho ăn, học, cấp dưỡng mọi thứ. Còn khi chúng ta nói khán giả nuôi nghệ sĩ thì điều đó chỉ đúng nếu khán giả trả tiền mà nghệ sĩ không cần làm gì cả, không cần ca hát, đàn, diễn, múa, nói chung là chỉ ngậm miệng ăn tiền, đó mới gọi là nuôi. Còn nếu nghệ sĩ cũng phải mang công sức để đánh đổi đồng tiền của khán giả thì không ai nuôi ai cả, mà là một cái sự trao đổi dựa trên sức lao động của mỗi bên. Khán giả cũng phải đi làm kiếm tiền, vì chắc chắn là chẳng ai nuôi khán giả cả. Khán giả dùng đồng tiền đó đổi lấy sự giải trí, và nghệ sĩ dùng tài năng cộng thêm sự rèn luyện để mang đến niềm vui cho khán giả. Đó là một sự tương trợ hài hòa rất công bằng. Chúng ta đừng có coi thường khinh miệt nhau, mà hãy quý trọng thương yêu nhau, vì vậy con người và cuộc sống sẽ đẹp hơn nhiều. Nói chung cái phần bình luận, cái status này của Nguyễn Cao Kỳ Duyên á, thì nó có phần là nghiêng về với cái anh chàng Quốc Bảo đang xôn xao hôm nay, đúng không nhà? Nhưng mà thật sự á, thì cái lời nói của cô này thì có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên có rất là nhiều bài viết đã phản biện lại vấn đề này rồi, tức là cái chữ nuôi nghệ sĩ đây không phải là chỉ riêng cái nghĩa bóng hoặc là nghĩa đen, mà nó phải hiểu hai vấn đề. Chẳng hạn như cái bài của Nguyễn Quang mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên có đính kèm đây á, anh viết rằng là hãy từ bỏ ngay cái tư duy khán giả nuôi nghệ sĩ đi. Nghệ sĩ trước hết phải có năng khiếu trời cho, rồi phải học tập, luyện tập, nghiên cứu, lao động, để cuối cùng cũng có người giỏi, người dở, người nổi tiếng, người không. Khán giả cũng có người giàu, người nghèo, người có trình độ, người không có trình độ, người kinh doanh có nhiều tiền, chưa chắc là người có trình độ cao, thậm chí có thể là dốt. Ví dụ tự nhiên trúng vé số có nhiều tiền rồi trở thành người giàu, hay mua trúng mảnh đất cũng trở thành người giàu, đó là do may mắn chứ chưa chắc họ tài giỏi. Cũng có nghệ sĩ may mắn kinh doanh này nọ cũng kiếm được rất nhiều tiền, cũng mở công ty ABC, nhưng những người đại gia thì lại không bao giờ trở thành nghệ sĩ được. Người nghệ sĩ thì hoàn toàn có thể trở thành đại gia, đó là do ý trời hên xui nữa. Người nghệ sĩ cũng cần khán giả đến xem, nhưng không cần khán giả nuôi họ. Nghệ thuật phải bỏ sức lao động ra mới có, cho nên khán giả cũng phải bỏ sức lao động ra thì mới có tiền mua vé vào xem nghệ sĩ trình diễn.
Để rồi người nghệ sĩ có tiền, ngày mai lại ra chợ mua gạo của người khán giả bán vậy. Thì cuối cùng, ai nuôi ai? Không ai nuôi ai cả. Trong cuộc sống, nếu chúng ta cần nhau thì chúng ta phải nương tựa nhau. Còn nếu chúng ta không cần nhau thì đâu cần phải hỗ trợ gì nhau nữa. Tóm lại, người nghệ sĩ bán hàng là bán sức lao động của họ để lấy tiền mua lại cái hàng hóa của người khán giả. Và khi người khán giả có tiền lại mua vé xem người nghệ sĩ trình diễn. Nhưng người nghệ sĩ hãnh diện vì nghề nghiệp của họ là năng khiếu thiên phú, chứ không phải ai cũng làm được. Như tôi có thể làm được công việc của một tổng giám đốc, nhưng trên thế giới này có bao nhiêu tổng giám đốc có thể trình diễn được như tôi? Các vị khán giả tự cho mình là người nuôi nghệ sĩ, có dám khẳng định rằng từ đây đến suốt đời không bao giờ nghe xem bất cứ một loại hình nghệ thuật nào như ca, nhạc, phim, ảnh, TV, kể cả không mặc quần áo, vì người thiết kế thời trang, may mặc cũng là người nghệ sĩ mà mỗi ngày chỉ đi làm về rồi ngủ. Nhưng người nghệ sĩ chúng tôi dám khẳng định rằng nếu tôi không làm nghề nữa thì chúng tôi vẫn dư sức sống bằng nghề người khác và làm giàu được bằng nghề khác. Chỉ vì trời sinh ra chúng tôi, ban cho chúng tôi cái năng khiếu này, cho nên chúng tôi yêu nghề và tiếp tục làm nghề mà thôi. Có điều, chúng tôi có thể tự giải trí bằng cách tự đàn hát cho mình nghe. Còn khán giả tự đàn hát cho mình nghe được. Còn các khán giả đại gia đòi nuôi chúng tôi đó thì không. Cùng lắm thì ở nhà chơi với thú cưng để giải trí là hết. Tôi tự hào và hãnh diện mình là một người nghệ sĩ để tô đẹp thêm cho đời. Cái anh này nói chuyện rất là phiến diện nha cả nhà. Anh Nguyễn Quang này nè. Nói rằng bây giờ khán giả cần nghệ sĩ rồi đó. Đúng không? Cần sẽ được mà cần. Bây giờ cho dù anh tài, anh giỏi, anh vừa khán giả, anh vừa là nghệ sĩ, anh vừa là tổng giám đốc đi, mà có bao nhiêu người được làm được như anh? Hay là còn hàng hà sa số những cái nghệ sĩ hết thời rồi phải đi làm những công việc còn thấp hèn rất là nhiều. Anh nói chuyện rất là phiến diện. Nhưng mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ cái bài viết của anh và tô đậm thêm cái phần khán giả cần nghệ sĩ, thì chứng tỏ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên mấy hôm nay cũng rất là cay cú, bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng đã nhắc đến Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong cái vụ việc liên quan đến Võ Hoàng Yên. Đấy, thực sự thì cho đến thời điểm này chúng ta thấy có rất nhiều nghệ sĩ người ta đã hiểu được cái quan điểm ngược lại, tức là không phải khán giả cần nghệ sĩ hay là nghệ sĩ cần khán giả, mà đó là cái mối quan hệ tương hỗ với nhau. Nói chung là ai cũng quan trọng, nhưng mà cái anh chàng nghệ sĩ này và Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm một cái bài viết rất là phiến diện. Rất mong là những cái người mà tên tuổi như thế này thì hãy xem lại tư cách của mình ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.